Hello, năm mới chúc các bạn an khang thịnh vượng nhé. Hôm nay chúng mình cùng tới chủ đề rất nhẹ nhàng, đó là chủ đề văn hóa nghệ thuật nha. Mới đây, hãng thông tấn Nga Vuninews có bài viết thú vị có tựa đề Từ làn sóng Hàn Quốc đến làn sóng Việt, khá là hấp dẫn. Chúng mình cùng xem tờ báo này nói gì nào. Năm 2001, quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc được nâng lên thành đối tác toàn diện trong thế kỷ 21 và năm 2009 trở thành đối tác hợp tác chiến lược. Sự kiện này là kết quả của sự hợp tác lâu dài, bền vững của cả hai nước, trong đó không thể không kể đến hợp tác văn hóa song phương, đặc biệt là làn sóng Hallyu. Hallyu, làn sóng Hàn Quốc, có nghĩa là sự thịnh hành những giá trị văn hóa của Hàn Quốc ở nước ngoài. Phạm vi ảnh hưởng của Hallyu rộng lớn, song đậm nét nhất vẫn là châu Á. Việt Nam luôn ở trong những nước đầu chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của trào lưu này. Tạo làn sóng Việt từ kinh nghiệm Hàn Quốc. Trong khu vực các nước Đông Nam Á và Đông Á, đặc biệt là Hallyu, đều quen thuộc với người dân Việt Nam từ già đến trẻ. Việt Nam có nhiều cơ hội và thực tế cũng đã học tập theo trào lưu Hallyu và đã có những đóng góp trong ngành công nghiệp văn hóa. Sở dĩ Hàn Quốc đạt được thành tựu như vậy là do chính phủ Hàn Quốc có sự quan tâm và các tập đoàn kinh tế, các công ty giải trí đến chiến lược văn hóa. Hàn Quốc quan tâm đến chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm gắn với Hallyu, từ K-movie, K-pop. Họ đang bắt đầu hướng đến game online, truyện tranh, phim hoạt hình. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan Oanh, Viện Phó Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết. Không chỉ vậy, Hàn Quốc còn chú ý để có những sách lược, chiến lược cụ thể cho từng quốc gia, từng khu vực theo từng giai đoạn tương ứng. Ví dụ như với Việt Nam, Hàn Quốc chú ý những chính sách cụ thể trong việc xoa dịu vết thương chiến tranh trong quá khứ. Họ quan tâm mở những khóa giảng dạy văn hóa Việt Nam cho nhân viên quản lý người Hàn cũng như văn hóa Hàn cho nhân viên người Việt tại những công ty Hàn Quốc ở Việt Nam để hai bên hiểu nhau hơn, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan Oanh chia sẻ với Sputnik. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng chú trọng tổ chức những lớp tập huấn giới thiệu về Hàn Quốc cho các lãnh đạo địa phương Việt Nam cũng như các giáo viên phổ thông Việt Nam. Tuy nhiên, có một điều rất đặc biệt trong chiến lược sử dụng quyền lực mềm nhằm lan tỏa Hallyu, Phó Viện trưởng Vikas chỉ ra. Những khảo sát điều tra của họ định hướng cho Hallyu từ những điều rất đơn giản, như họ biết giới trẻ Việt Nam thích các ngôi sao nam dễ thương, trong khi giới trẻ Singapore lại thích vẻ đẹp nam tính. Như vậy, Hallyu đi song song nhưng không đồng phục. Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Việt Nam hoàn toàn có thể học tập để tạo ra làn sóng Việt của riêng mình. Chủ động giới thiệu với thế giới bằng con đường truyền bá văn hóa, góp phần đa dạng hóa ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai, Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Lan Oanh đánh giá. Với nền tảng văn hóa đa dạng, phong phú, Việt Nam hoàn toàn có thể xây dựng lộ trình để quảng bá về đất nước, con người và văn hóa thông qua các thế mạnh về ẩm thực và thời trang. Chúng ta cũng cần ý thức sâu sắc, mạnh mẽ và huy động sức mạnh tổng hợp, quan niệm đúng và thực hiện hiệu quả hợp tác trong sản xuất, phân phối và tiêu thụ các sản phẩm văn hóa. Công việc này phải đến từ tầm cao nhất ở các tổ chức chính phủ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường, viện, văn hóa, kinh tế, giáo dục, học thuật. Chúng ta còn đang thiếu những nghiên cứu, khảo sát để hoạch định chính sách. Làn sóng Việt thâm nhập showbiz Hàn. Hàn Quốc nổi tiếng với ngành công nghiệp giải trí. Các thế hệ thần tượng K-pop Gen 2, Gen 3, Gen Z chính là minh chứng mạnh mẽ. Sau hai thập kỷ phát triển, các công ty quyền lực nhất xứ Hàn bắt đầu mở rộng thị trường sang các nước châu Á. Nhiều công ty giải trí Hàn Quốc nhận được sự quan tâm lớn từ các bạn trẻ châu Á, trong đó có Việt Nam. Jay-Z K-1, blogger nổi tiếng người Hàn Quốc cho rằng, những xu hướng âm nhạc hay phim ảnh tại Hàn Quốc đều được Việt Nam theo dõi rất sát sao và học hỏi. Đơn cử sau chương trình Show Me The Money khép lại, đã có rất nhiều rapper và ca sĩ hip-hop underground trở nên nổi tiếng, thị hiếu âm nhạc chuyển dần sang R&B. Mọi người vẫn yêu thích các idol, nhưng R&B đã trở nên phổ biến hơn. Ở Việt Nam, điều này trước đây hiếm, nhưng gần đây ngày càng có nhiều nghệ sĩ chơi thể loại này. Và nhìn chung, sở thích của mọi người dường như đang chuyển dịch theo hướng này. Nhưng người Việt Nam, theo ý kiến của cá nhân tôi, không nên vội vàng nắm bắt nhanh các xu hướng mới nhất, mà ngược lại, hãy kiểm tra kỹ xem nó có phù hợp với mình hay không, blogger Jerry K-1 nhận xét. Một rào cản khiến làn sóng Việt khó xâm nhập vào thị trường nước ngoài, đó chính là ngôn ngữ. Blogger Jerry K-1 chia sẻ với Sputnik, bản thân tôi rất muốn học tiếng Việt. Đã 3 năm dòng, tôi đăng tải các bài hát bằng tiếng Việt, thậm chí còn đăng ký cả khóa học, nhưng thú thực là khó quá. Nhiều người nước ngoài nói rằng tiếng Hàn dễ học hơn vì mọi người có thể lặp lại lời các bài hát dễ dàng, còn tiếng Việt phát âm một từ thôi đã khó rồi. Hiện nay, Hàn Quốc mở rộng phạm vi tuyển dụng
nhất là các quốc gia Singapore, Philippines, Indonesia và Việt Nam. Việc tổ chức tuyển dụng thực tập sinh ngoại quốc để các nhóm nhạc dễ dàng xâm nhập thị trường bởi đại diện quốc gia. Ngoài thực tập đào tạo idol, còn có nhiều vị trí trong các công ty giải trí dành cho các bạn yêu thích. Thời gian gần đây, các ông lớn trong ngành giải trí như Big Hit, SM, Kube, FNC, ABW đã tổ chức các buổi tuyển chọn thực tập sinh. Đây chính là cơ hội dành cho các bạn trẻ có định hướng phát triển trong môi trường chuyên nghiệp tại Hàn, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan Oanh nêu rõ. Đối với Việt Nam, gần đây có nhiều bạn trẻ chủ động tham gia vào showbiz Hàn Quốc. Một số tên tuổi đã tạo nên tiếng vang. Về xu hướng này, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Lan Oanh đánh giá rằng nhiều bạn trẻ chọn học những khóa đào tạo ngắn với tư cách thực tập sinh, sau đó trở về nước để hoạt động giải trí khi đã được trang bị kỹ năng, tư duy của nghệ thuật. Trong đó, nổi tiếng tại Việt Nam có thể nhắc đến Subin Hoàng Sơn, Sunny Hạ Linh hay Lít Kim Cương. Việc được làm thực tập sinh tại các công ty giải trí lớn của Hàn là xu hướng mới có những ưu điểm như giúp các học viên được làm quen với môi trường đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng thanh nhạc, vũ đạo, phát triển hình thể, khả năng giao tiếp của bản thân và ngoại ngữ. Quá trình luyện tập lâu dài và nghiêm khắc của các công ty giải trí này sẽ giúp các tài năng của họ được đưa vào khuôn khổ, góp phần xây dựng lối sống chuẩn mực, có tính kỷ luật khi bước vào môi trường chuyên nghiệp. Việc luyện tập bền bỉ còn giúp rèn luyện các vấn đề đạo đức qua từ những hành vi ứng xử hàng ngày của các thực tập sinh. Mặt khác, khi phải bỏ công sức suốt nhiều năm trời để được đứng trên sân khấu, các bạn trẻ mới biết trân trọng sự nghiệp, chủ động ý thức giữ gìn hình ảnh và lối sống của bản thân để bảo vệ chính sự nghiệp và tương lai của mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều góc khuất trong giới giải trí Hàn Quốc mà nhiều người không biết, đặc biệt là các bạn trẻ. Thời gian đào tạo dài hạn từ 5 đến 10 năm mới được ra mắt, kỷ luật khắt khe, không có nhiều thời gian cho bản thân. Thậm chí các thực tập sinh phải ký hợp đồng với nhiều điều khoản ràng buộc, được ví như hợp đồng nô lệ. Sau khi debut thành công, áp lực nổi tiếng và dư luận xã hội là điều không thể tránh khỏi. Nhiều trường hợp nổi tiếng trong showbiz Hàn lựa chọn cách kết thúc tiêu cực. Bài phân tích tới đây thôi ạ. Phần tiếp theo là ý kiến phân tích của S. Đúng như bài báo phân tích, Việt Nam có thể học hỏi cách tạo làn sóng của người Hàn. Bài báo cũng chỉ ra một số điểm yếu cần khắc phục của Việt Nam và cũng không hẳn là không thành công. Đơn cử như làn sóng ngược lại, nhiều bài hát của Việt Nam được khá nhiều sao Hàn yêu thích, không chỉ là sao Hàn mà còn của Trung Quốc nữa. Những bài hát của ca sĩ Hoàng Thùy Linh, của Đen Vâu đều được các bạn trẻ nước ngoài yêu thích đúng không nào? Những bài hát như Duyên Âm, Để Mị Nói Cho Mà Nghe, Gieo Quẻ đều rất hot trên các trang video của Bilibili. Tờ báo Đài Loan Hello Vietnam.tw còn dành rất nhiều lời khen ngợi. Mở đầu là tiêu đề bài báo, ca sĩ Việt Nam trời linh, đất linh, vạn sự hanh thông. Nếu thường xuyên tiếp xúc với các phần mềm mạng xã hội, chắc hẳn ít nhiều bạn cũng đã nghe qua nhạc của Hoàng Thùy Linh. Âm nhạc của cô ấy mang đến đậm chất dân gian truyền thống Việt Nam, ca từ luôn đầy ẩn ý thú vị, dù là MV hay đàn thì luôn luôn bùng cháy. Lần này Xin Chào Việt Nam sẽ sử dụng một bài hát để giới thiệu đến các bạn một phong tục truyền thống đặc biệt của Việt Nam và nữ ca sĩ giàu có này. Tờ rutasia.co.ka của Hàn Quốc cũng đăng bài viết một bài hát Việt Nam nổi tiếng ở Trung Quốc, hay còn gọi là thử thách Ding Ding Dang, Dang Tang. Nan Phèo Trang, một tạp chí của chị em Nhật báo Quảng Châu của Trung Quốc, đã đăng tải một bài phân tích thú vị về âm nhạc đại chúng Việt Nam vào ngày 21 tháng 11. Đó là một bài báo có tiêu đề Sản xuất hàng loạt K1G Young tại Việt Nam. Nội dung có phân tích rằng nhạc pop Việt Nam cũng đang phát triển nhanh chóng cùng với sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Những trang như m.pompu.co.kia, docbrief.net, mblog.never.com cũng có những bài viết kèm theo video của các ca sĩ này và thu hút rất nhiều độc giả cũng như lượt xem và bình luận. Ngoài Hoàng Thùy Linh, Đen Vâu còn có những ca sĩ khác như Mỹ Tâm cũng được khán giả Hàn biết tới. Kể ra hết thì dài lắm, ES chỉ là nền âm nhạc Việt Nam cũng bắt đầu khởi sắc, có chỗ đứng nhất định so với quốc tế rồi, thậm chí tạo ra một số trào lưu nhỏ nhỏ nữa đó. Video hôm nay, ES hé lộ tới đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, chúc các bạn ăn Tết vui vẻ. Hẹn gặp lại, bye bye!